hết ghê luôn nha anh em, hết ghê luôn, hết ghê, ui vô, vô kịp bán ké nữa, mìm ké anh em ơi, vô, khói bay đường đường luôn. Hết ghê luôn. Bỡ cản, bỡ cản, bỡ cản, ủi bỡ cản luôn à. Ghi chưa bỡ mà cản bỡ rồi. 5-600 mã lực, ủi xe lát luôn anh em. Cô bích xu, 5-600 mã lực. Anh em thấy chưa? Do là ủi, do là ủi, do là tung không? Đó, ủi tiếp. Anh này là vua, vua của đất nền luôn. Ủi gớm ủi lắm. Máy mệt lên em. Ghê gỗ ông bạn mình hả? Ủi xuống rồi nè, ủi xuống rồi. Nãy không kịp quay máy trước kia ủi. Ủi tung xà láng luôn cho anh em xem lo làm quá. Cạn cá khô lạc bây giờ chặt chọi, phải nói là chặt chọi cực kỳ luôn. Anh em ở các tỉnh á, làm gần cái khu vực đây đừng có dìa cạn cá khô lạc nha. Mềm mềm anh em ơi. Trớn vô đế mồi kinh kinh vô cản luôn, tập chục tấn vô nữa nè, vô nữa nè, vô nữa nè, chen lấn nha anh em, chen lấn, bắt đầu chen lấn nha anh em, mới 6 giờ sáng bắt đầu chen lấn rồi anh em ơi. Rồi dê bạc lái, rồi dê bạc lái không. Đó đồ đồ tới trớn quá. Lấn đùi đùi luôn anh em. Đây, phía dưới đây vô tiếp. Ừ. Ở, chào anh em, mình quay trở lại trên kênh YouTube Bố Về Đi Biển nha anh em. Cũng quá lâu mình mới quay trở lại cho anh em mình một clip tiếp theo. Thì anh em phản hồi rất là nhiều bởi vì mình rất là ít khi ra clip trong 2 tháng vừa rồi với là cái tháng này nữa, đó là cái mùa vụ cao điểm khai thác, cho nên là mình dành nhiều thời gian sức khỏe để mình làm việc nhiều hơn cho nó tốt anh em. Đây tình hình mua bán đây anh em, lâu quá ha, lâu quá em ơi. Quay lại clip cho anh em xem ở trên cảng là cái nội dung nó như vậy á. Mình ở tại thuyền mình quay cho anh em xem dọc cái khu trên dưới của cái cảng cá bây giờ là đông nghẹt kín hết rồi á. 5 tấn, 7 tấn rồi chục tấn. Đây nè. Đấy. Một hầm, hai hầm, ba hầm. Trước cái hầm kia nữa. Mấy ghe dưới kia cũng sổn sổn ghê. Nghe nói chung là 5-7 tấn đều đàn. Nục đỏ lớn con nha anh em. Năm nay cảng cá Phú Lạc thì cái đoàn ghe mình chụp tàu chứ không còn ghe nữa. 30 mét, ba mấy mét là gì là lúc cảng luôn. Cho nên anh em mà ghe Quảng Lai á, là ví dụ như anh em ghe Bình Định đồ, cái giờ cao điểm thì mình chia sẻ mình về những cái cảng cá khác cho nó khỏe anh em ơi. Vô cảng cá này anh em cũng xem qua những cái video của mình quay rồi, cái sự chen lấn nó ác chiến lắm, nói chung là ủi xà láng luôn, phải nói là một câu thẳng thần là ủi bỡ ghê thôi. Đó là mình nói dân địa phương với địa phương đó. Cho nên anh em cũng đỡ lại nhiều bình luận ở những cái clip khác, clip trước đó, sao không giải quyết cái tình huống đó. Nói chung là cái câu chuyện nó
nó dài, nó đơn giản nhưng mà nó cái tình huống mà để giải quyết là nó lằng nhằng lắm anh em. Mình cũng không biết bày tỏ làm sao, ai muốn hành động theo kiểu nào là hành động ha. Mình chỉ chia sẻ clip cho anh em mình xem thôi. Còn xu hướng giải quyết là không phải là câu chuyện của mình ha. Mình chỉ vô, có quản rộng thì mình vô, còn quản chặt thì bắt buộc là ghe thu mua của mình phải ship tài thôi. Thông thường thì ghe thu mua của mình vô thì như những chiếc ghe thu mua này là phải ra 2 chiếc mình vô mới được, chứ còn ra 1 chiếc thì mình vô cũng không được anh em. Bây giờ anh em này cũng còn ship tài nè đó. Anh em này vô được cái mũi rồi nhưng mà lấn vô cũng không được, bởi vì cái cạnh kia nó nghẹt cứng rồi, vô không xong. Thông thường là mấy chiếc mình chụp mà 19-20 mét đó. Hôm bữa thì có ra 1 chiếc nhưng mà ghe mình lấn vô cũng được, bởi vì mấy chiếc mình chụp đó 19-20 mét, cho thực sự là cái chiều rộng của nó có 5m6, 5m7, nó cũng tương đương với ghe của mình nè. Ghe mình rộng 5m rưỡi mà cái dàn bánh xe hai bên kẹ mét nữa thành 6m mấy, nên là lấn vô cũng không xong. Cho nên là số anh em vô bình luận là ghe mình chụp 20 mét ra mà ghe thu mua mình vô cũng được, cho nên là câu chuyện mà chen lấn là hầu như là mình rất là hạn chế chen lấn anh em. Còn những anh em mà nhỏ nhỏ mà cái mũi mà đau đau thon thon mà vừa cái tầm lấn là anh em vô cản là lấn ủi sờ láng sáng sớm luôn à. Những clip mình quay cho anh em mình xem rất là nhiều về cái cảnh chen lấn. Một số anh bạn ở dưới Ninh Thuận cũng có lên khu vực mình khai thác tháng vừa rồi thì thấy mình quay những cái clip mà chen lấn, mấy anh em cũng hãi luôn, tìm cảng khác về chứ không về cảng cá Phú Lạc nổi. Đã ship tài rồi nhưng mà còn phải chen lấn nha anh em, không phải ship tài là có quản vô đâu. Cái nục đỏ này giá tầm bao nhiêu chắc anh em cũng quan tâm ha. Mình cũng thông báo anh em nó dao động khoảng tầm xém 20, dao động 20 anh em, nó trên lệch dài 3 giá gì đó. Giá của ngày đầu tiên cho nên là cái tình hình cập nhật giá thì nó cũng chưa chính xác được. Nục đỏ con 10 con, 11, 12 con ký, 9-10 con cũng có. Nói chung là cái size nó dao động 9 con, 10 con, 11 con. Từ cái quảng đi xuống là chết cứng hết rồi á, xuống tới nhà mấy đá luôn. Còn cái quảng đi lên là cũng chết cứng luôn. Lớp thu mua, lớp mình chụp. Bữa nay thì giá dầu nó lên tới 23.000 mấy trăm rồi nè. Nói chung là rất là mệt mỏi với giá dầu. Các cái cuộc chiến tranh của các ông trùm cho nên là nó gây ảnh hưởng tới giá dầu rất là nhiều cho anh em khai thác. Tháng này là tháng biển cuối, chuyến biển cuối cùng của năm 2023. Mình cũng sợ là bỏ clip lâu quá thì nó anh em cũng quên mình đi, cho nên là mình tranh thủ mình làm clip cho anh em còn nhớ tới mình ha. Ông này ra, giờ ông này lấn vô nè. Cái này với chắc 2 tấn thôi. Này ghe thu mua theo mua cá của ghe anh Bớ nè. Này ghe thu mua của anh Minh. Chiếc vừa rồi đi ra là theo ghe đánh khai thác của anh Đồng. Còn chiếc này ghe anh Cảnh này theo theo ghe của anh nào quên ta. Theo ghe anh 44 bút. Còn chiếc phía dưới này theo ghe anh Hai An. Chiếc kia là theo ghe anh Tưởng. Và chiếc kia là của anh Tưởng theo cá của anh Lật. Nói chung là cái đoàn ghe thu mua của anh em Phú Yên không à. Ừ,
Ké vô là từ nhà máy đá cho tới kho xăng dầu, rồi tới tạp hóa, rồi xe đông lạnh, hoạt động tất bật anh em. Còn 5-3 ngày trước là cái cảng ké nó vắng teo, hầu như là không thấy người ngợm gì hết. Tất cả các cái ngành nghề ở cái làng mình là nó phụ thuộc vô cái kinh tế biển rất là mạnh. Từ quán xá, quán ăn, quán nhậu cho tới cà phê, rồi dịch vụ giải trí, xe, rồi nhà máy đá, kho xăng dầu, rồi rất là chợ búa rồi cũng vậy anh em. Cho nên là khi mà đoàn ghe lưới quay với đoàn ghe thu mua mà hoạt động mà có ké vô thì tình hình mình thấy tình hình của bà con ở trên bờ rất là mừng luôn, chờ đợi dữ lắm. Không riêng về chủ tàu nhưng mà tất cả các bà con hoạt động những cái ngành liên quan tới kinh tế biển thì rất là trông chờ luôn. Hy vọng chuyến biển cuối này, chuyến biển cuối của năm 2023, lịch trình khai thác của anh em mình, anh em nào cũng kiếm tỷ hoài dao động ha. Ok anh em nha, mình tạm ngưng clip, chỉ đứng một cái góc ngay chỗ khu vực làm, bởi vì tình hình con ké nó cũng lộn xộn anh em, cho nên là mình không có bỏ ghe tàu đi đâu hết, tâm sự anh em thiệt tình vậy. Ok nha, bye, mãi yêu anh em.